Chào mừng quay trở lại với bản tin dự báo giá vàng và Bitcoin hàng tuần của báo Sài Gòn Giải Phóng Đầu Tư Tài Chính. Các chuyên gia phố ban dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này, trong khi Bitcoin có xu hướng đi ngang. Khảo sát của Kitco News cho thấy phần lớn nhà phân tích tin rằng vàng sẽ tăng giá, với 56% kỳ vọng tăng, 33% kỳ vọng đi ngang và 11% dự đoán giảm. Mark Leibovitz từ VR Metal Resort Letter không nghi ngờ tiềm năng tăng giá của vàng và bạc trong thời gian tới. Adrian Day, chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định vàng sẽ không thay đổi nhiều do các dự báo về cắt giảm lãi suất có thể làm giảm sự nhiệt tình. Day cũng nhận định xu hướng dài hạn của vàng sẽ tăng do dự đoán Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Banokun Global Forex, cho rằng vàng sẽ củng cố trước khi đạt mức cao kỷ lục mới. Chandler cũng đang dõi theo bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Jackson Hole vào thứ Sáu. Điều này có thể định hình chính sách lãi suất. Bob Habercom từ Eurio Future cho rằng vàng sẽ đi ngang trong tuần này và khó có khả năng tăng lên tới 2.600 đô la Mỹ. Habercom cũng tin rằng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất quá nhanh do lạm phát vẫn cao. Alex Kupsiket từ Fedro cho rằng lần thứ 3 có thể là cơ hội cho giá vàng vượt qua mức 2.470 đô la Mỹ một ounce. Adam Button từ Forexline.com nhận định vàng đang mạnh lên nhờ các ngân hàng Trung Quốc được cấp hạn ngạch mua vàng cao hơn. Button tin rằng vàng sẽ còn tăng giá dài hạn vì nó đã vượt qua ngưỡng 2.500 đô la Mỹ trước đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed. Jim Witkoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco, nhận định bức tranh kỹ thuật đang ủng hộ việc tăng giá của vàng. Bitcoin không biến động nhiều và dao động quanh mức 60.000 đô la Mỹ trong vài ngày qua. Hiện tại, Bitcoin được giao dịch ngay trên đường EMA 200 ở mức 59.548 đô la Mỹ sau đợt tăng giá chớp nhoáng. Ngưỡng 60.000 đô la Mỹ là một mốc tâm lý quan trọng, nơi cả phe bò và gấu đều tranh giành quyết liệt. Bitcoin thường thu hút cả hoạt động mua và bán khi vượt qua ngưỡng 60.000 đô la Mỹ, làm tăng tính biến động. Mức kháng cự tiếp theo cho Bitcoin nằm ngay trên 60.000 đô la Mỹ, trùng với đường EMA 50 trên biểu đồ hàng ngày. Nếu vượt qua và giữ trên 61.000 đô la Mỹ, Bitcoin có thể mở ra đợt tăng giá dài hạn hơn. Hỗ trợ hiện tại của Bitcoin nằm quanh đường EMA 200 ở mức 59.548 đô la Mỹ, có thể trở thành bàn đạp cho khả năng phục hồi. Ngược lại, nếu không giữ vững, Bitcoin có thể quay trở lại vùng 57.000 đến 58.000 đô la Mỹ trong tuần này. Nhà phân tích nổi tiếng Quinten cho rằng Bitcoin có thể đang đi theo xu hướng lịch sử sau mỗi đợt halving. Nhìn chung, đây vẫn là giai đoạn khó khăn cho thị trường, với ưu tiên giữ tiền hơn kiếm tiền. Bất chấp sụt giảm gần đây, Bitcoin vẫn thu hút sự chú ý và phổ biến trong kinh tế và chính trị. Đó là tất cả dự báo cho tuần này. Quý vị có thể đưa ra dự báo của chính mình trong phần bình luận bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!